Hiếu Nghĩa và Hồng Loan kính chào quý khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Mua gì ở đâu với sự đồng hành của Sài Gòn Co-op. Và trong chương trình hôm nay, Mua gì ở đâu sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả những thông tin khuyến mãi hấp dẫn. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Thưa quý vị, những ngày gần đây, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ đang phải đón đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2018. Cao điểm thì nhiệt độ có thể lên đến 37 độ C. Vì vậy, trong thời gian này, các sản phẩm có tác dụng giải nhiệt đang được rất nhiều người tìm mua. Theo ghi nhận, trên nhiều tuyến đường, các xe thanh trà đã được nhiều người bày bán. Vì là thời điểm đầu mùa nên giá thanh trà dao động từ 60-70.000 đồng 1 kg, thậm chí có nơi lên đến 85.000-90.000 đồng 1 kg, nghĩa là đắt gấp đôi so với các năm trước đây. Tuy có giá khá cao nhưng mặt hàng này cũng rất hút khách trong tiết trời nắng nóng. Ngoài ra, nhiều người đi đường cũng ghé mua các loại nước giải nhiệt phổ biến như nước mía hay nước sâm với giá dao động từ 7.000 đến 15.000 đồng một chai. Trong khi nước cam vắt vẫn giữ giá từ 10.000 đến 15.000 đồng một ly, thì mặt hàng nước dừa lại tăng từ 3.000 đến 8.000 đồng một trái vì nguồn cung không đáp ứng kịp nhu cầu. Giờ mùa nắng rồi thì bán được hơn. Giờ này thì nhưng mà bây giờ đang thịnh hành cái 100F này thì đương nhiên là lúc nào cũng phải trụ nhiều hơn. Tuy nhiên, Mua gì ở đâu cũng khuyến cáo quý khán giả không nên uống quá nhiều nước đá lạnh trong những ngày nắng nóng vì không tốt cho sức khỏe. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin về việc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn sẽ thực hiện nhiều chương trình giảm giá cho khách hàng bắt đầu từ tháng 4 sắp tới. Theo đó, chương trình giảm giá năm 2018 sẽ được áp dụng như sau. Giảm giá vé từ 30 đến 90% cho các đối tượng chính sách xã hội, thương bệnh binh, người khuyết tật. Giảm 10 đến 25% giá vé cho trẻ em từ 6 đến 10 tuổi, người Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên, học sinh, sinh viên. Miễn vé cho trẻ em dưới 6 tuổi đi cùng với người lớn. Ngoài ra, hành khách mua vé cá nhân trước từ 20 ngày trở lên ở tàu khách thống nhất và tàu khu đoạn cũng sẽ được giảm giá như sau. Hành khách mua vé tàu khách thống nhất với cự ly từ 1.000 km sẽ giảm giá vé từ 20 đến 50%. Mua vé tàu khách khu đoạn sẽ giảm từ 20 đến 30% giá vé đi tàu suốt chặng. Các chương trình trên sẽ được áp dụng từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2018 theo 4 giai đoạn. Quý khán giả có thể truy cập website www.saigonrailway.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Thông tin tiếp theo sẽ dành cho quý khán giả nào là fan của môn thể thao vua. Thưa quý vị, vòng chung kết World Cup 2018 sẽ diễn ra từ ngày 14 tháng 6 tại nước Nga. Và trong thời gian này, quý khán giả đã có thể mua vé xem những trận đấu của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong lần bán vé đợt 2 từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 năm 2018, vé sẽ được bán theo cơ chế First Come First Serve, tức vé sẽ được xác nhận ngay tại thời điểm mua mà quý khán giả sẽ không phải chờ đợi nhiều. Trong đợt này sẽ có các loại vé được bán như sau: vé mỗi trận đấu, vé cho địa điểm đấu cụ thể. Đợt bán vé thứ 3 dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 18 tháng 4 cho tới ngày thi đấu cuối cùng của giải đấu. Vé còn lại sẽ được bán trực tuyến hoặc ngay tại các quầy bán vé của FIFA. Giá vé dao động từ 105 đến 1.100 đô la Mỹ, tức là khoảng từ 2,4 tới 25 triệu đồng, áp dụng cho cả người lớn và trẻ em. Để tìm hiểu thông tin cũng như đặt mua vé, quý khán giả có thể truy cập website www.fifa.com, lập tài khoản và làm theo hướng dẫn. Trong chương trình hôm nay, Mua gì ở đâu sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả những sản phẩm đồ chơi thú vị cho bé. Thưa quý vị, mới đây, hãng Mattel đã cho ra mắt nhiều mẫu búp bê mới thuộc dòng búp bê Sero, được lấy cảm hứng từ những người phụ nữ đương đại. Phiên bản của 14 mẫu búp bê mới này đều được xây dựng theo hình mẫu của những người phụ nữ nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực thời trang, điện ảnh, kinh doanh hay báo chí. Có thể kể đến búp bê tôn vinh Amelia Earhart, nữ phi công đầu tiên bay qua Đại Tây Dương. Ellen Detro, nữ đầu bếp từng đạt 2 sao Michelin danh giá. Ashley Graham, siêu mẫu ngoại cỡ đã đặt ra chuẩn mực mới cho phái đẹp trong thời trang. Nhà vô địch đấm bốc Nicola Adams OP. Ava DuVernay, nữ đạo diễn Mỹ gốc Phi đầu tiên nhận được một đề cử quả cầu vàng cho đạo diễn xuất sắc nhất. Thông qua búp bê Barbie là đồ chơi ưa thích của trẻ em, các phụ huynh có thể cho con biết về những câu chuyện truyền cảm hứng từ những nhân vật nổi tiếng. Quý khán giả của Mua gì ở đâu có thể tìm mua sản phẩm tại website của hãng www.barbie.mattel.com với giá dao động từ 25 đến 30 đô la Mỹ, tức khoảng 570.000 đồng đến 680.000 đồng cho mỗi sản phẩm. Trong khi đó, tại triển lãm đồ chơi 2018, Zoomer, hãng đồ chơi nổi tiếng với những bé thú cưng thông minh, cũng đã giới thiệu chú chó đồ chơi mang tên là Zoomer Playful Pup.
Sản phẩm này nhận được sự yêu mến của phụ huynh cũng như các em nhỏ bởi chúng giống như một chú chó thật sự nhưng vẫn tuyệt đối an toàn. Chú có thể sủa, chạy nhảy, vẫy đuôi, nhận biết chủ nhân và đáp ứng được một vài mệnh lệnh như là nằm xuống. Chú cũng sẽ tỏ ra thích thú khi được xoa bụng, gãi đầu hay khen ngoan. Đây thực sự là một món quà tuyệt vời để bầu bạn với bé và dạy cho bé về tình yêu thương loài vật xung quanh mình. Quý khán giả có thể theo dõi trang web www.zoomapup.com để cập nhật giá của chú chó này hoặc để đặt mua những sản phẩm tương tự. Thưa quý vị, nhằm tạo điều kiện để khách hàng tăng cường hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường, trong hai ngày 17 và 18 tháng 3, hệ thống siêu thị Co-op Max và Co-op Extra sẽ có ưu đãi dành riêng cho khách hàng sử dụng túi môi trường khi đi mua sắm. Theo đó, các khách hàng có thẻ đồng, bạc, vàng và bạch kim khi mua sắm trong ngày tại khu tự chọn của siêu thị Co-op Max hoặc Co-op Extra trên toàn quốc có hóa đơn từ 500.000 đồng trở lên, không tính phần tiền thanh toán bằng chiết khấu thương mại và có sử dụng túi môi trường bất kỳ sẽ được tặng một phiếu mua hàng thực phẩm tươi sống trị giá 30.000 đồng. Tương tự, những khách hàng có hóa đơn từ 1 triệu đồng trở lên sẽ được tặng 2 phiếu mua hàng thực phẩm tươi sống trị giá 30.000 đồng. Mỗi khách hàng được nhận tối đa 2 phiếu trong suốt chương trình. Quý khách hàng mang túi môi trường khi mua sắm không chỉ để nhận được những quà tặng hấp dẫn từ Co-op Max và Co-op Extra, mà đây còn là hoạt động góp phần bảo vệ môi trường khi hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy. Chuyển sang một thông tin cảnh báo tiêu dùng. Thưa quý vị, hiện nay phái đẹp đang mất khá nhiều thời gian và công sức để dùng mỡ trăng trong làm đẹp da. Trước thực trạng này, các chuyên gia đã lên tiếng, dùng mỡ động vật nói chung và mỡ trăng nói riêng nếu như không đúng cách, đặc biệt là mỡ trăng kém chất lượng sẽ gây ảnh hưởng xấu cho da. Chỉ cần thoa mỡ trăng lên mặt rồi đi ngủ, sau một đêm, bạn gái sẽ sở hữu làn da mịn màng, trắng hồng như da em bé. Đó là những lời có cánh đang được quảng cáo tràn lan trên mạng, thu hút nhiều bạn trẻ. Ngoài tác dụng làm đẹp da, trị mụn, mỡ trăng còn được các tín đồ làm đẹp mách nhau sử dụng để triệt lông vĩnh viễn. Với những công dụng thần kỳ được thổi phồng lên như thế này, nhiều người đã tin tưởng mua mỡ trăng về sử dụng. Thế nhưng, theo các chuyên gia, không phải loại da nào cũng có thể dùng mỡ trăng. Thì cái công dụng làm mát dịu của cái mỡ trăng đó, thì đúng là nó mình thấy là có thiệt. Nhưng mà nếu mà nói sử dụng cái mỡ trăng để mà điều trị những cái vấn đề khác á, thì không thấy có một cái nghiên cứu nào để nói á. Tất cả cái sản phẩm, ngay cả được nghiên cứu, ngay cả được đã chứng nhận trên lâm sàng, sau đó được đưa vô sử dụng, khi mà sử dụng lên làn da vẫn có một cái kích ứng nhất định, thì chưa kể một cái những cái sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc, nó là một cái lớp mỡ, nó không có thể tự tiêu được, thành ra bệnh viêm nang lông. Bên cạnh đó, theo các bác sĩ, dùng mỡ trăng để bôi các vết bỏng, các mảng viêm da hoặc da nứt nẻ cũng nên cẩn trọng và chỉ tìm những nguồn cung uy tín. Người tiêu dùng nên đến các cơ sở chuyên khoa da liễu để có được phương hướng điều trị cũng như làm đẹp thích hợp. Thưa quý vị, trong những ngày thời tiết nắng nóng như thế này thì sau những bữa cơm gia đình, nếu mà có được một ly nước mát giúp giải nhiệt, thì còn gì tuyệt vời hơn, phải không Hồng Loan? Đúng rồi đó anh Hiếu Nghĩa. Nhưng mà bên cạnh các loại nước mát quen thuộc như là nước cam hay là chanh dây, thì Hồng Loan cũng muốn giới thiệu đến anh Hiếu Nghĩa cũng như quý vị khán giả cách thực hiện những món tráng miệng tuyệt vời khác nữa. Mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tiên, đánh trứng gà với mật ong cho đến khi chuyển màu vàng nhạt. Tiếp theo cho nước dứa, muối, sữa đậu nành, một muỗng vani, rồi đánh nhẹ cho tất cả hòa quyện. Kế đến cho mứt dâu vào trộn đều, rồi thêm bột mì nguyên cám. Vậy là phần bột bánh đã sẵn sàng rồi đây. Bây giờ thì tráng chảo với bơ rồi chia bột vào thôi. Nhớ dàn bột đều mặt chảo rồi trở bánh sao cho cả hai mặt đều vàng đều nhé. Vậy là món pancake của chúng ta đã hoàn tất rồi đó. Xếp bánh thành nhiều tầng tùy thích, thêm sữa chua Hy Lạp cùng dâu tươi và Việt Quốc trên mặt. Rưới mật ong lên trên rồi thưởng thức. Một món bánh dễ làm nhưng vô cùng hấp dẫn và tốt cho sức khỏe. Cắt dâu tươi thành những lát mỏng rồi cho vào máy xay. Món uống này thực sự không thể thiếu hương thơm đậm đà của vàng trắng. Bạn nhớ thêm ít trái dâu tằm và một muỗng mật ong nữa nhé. Bây giờ thì xay cho tất cả hòa quyện nào. Chao ôi, màu đỏ trông bắt mắt quá đi thôi. Hãy cho hỗn hợp ra tô rồi bọc lại và để vào ngăn đá cho đông. Món kèm đá của những trái cây họ dâu vừa có tác dụng giải khát, vừa thơm ngon đặc sắc,
cách bài trí thì dễ thương và xinh xắn như vậy, liệu bà có thể cưỡng lại sức hấp dẫn kỳ diệu này? Bạn đã bao giờ nghe đến granola, món ăn được xem như một loại thực phẩm dinh dưỡng thời thượng? Hãy nghiền nhỏ hạt điều, hạnh nhân và hạt óc chó, sau đó cho các loại hạt này vào âu, thêm mè trắng, vỏ cam cắt sợi, bơ, mật ong, rồi trộn nhẹ cho tất cả hòa quyện. Tiếp theo cho yến mạch vào rồi trộn đều. Nhìn xem, chưa gì mà đã thấy thơm ngon và bổ dưỡng quá rồi. Bây giờ thì dàn hỗn hợp ra khuôn cho thật đều là có thể mang đi sấy khô trong lò nướng được rồi. Món granola sẽ thơm ngon đúng điệu với cách thưởng thức sau đây. Cho sữa chua vào ly, thêm một lớp dâu rồi đến granola. Cứ thế lặp lại cho đầy ly rồi điểm thêm ít Việt Quất, dâu tằm, dầu tươi trên mặt. Thử nhắm mắt lại và cảm nhận hương vị tuyệt vời của món tráng miệng này. Thật sự rất khó quên. Thưa quý vị, cách thực hiện những món tráng miệng vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng Sài Gòn Co-op đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Quý vị có thể theo dõi thêm chương trình Mua Dĩa Đâu của chúng tôi thông qua kênh Facebook và YouTube. Xin chào và hẹn gặp lại vào 6 giờ sáng mai cùng trên kênh HTV7.